Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Sau khi mình mở hộp cái sản phẩm iPhone 10R Lock hàng mới 100% ra ấy, thì rất là nhiều bạn muốn mình so sánh nó với cả iPhone 10 để xem là trong cái tầm giá khoảng 16 đến 17 triệu đồng thì cái sản phẩm nó sẽ đáng mua hơn nhé. Thì theo mình khảo giá ấy, thì đối với cả iPhone 10 hàng Lock thì nó sẽ có giá là khoảng dưới 16 triệu. Đối với cả iPhone 10R Lock thì nó sẽ có giá là khoảng 16 triệu rưỡi. Còn đối với cả iPhone 10 hàng quốc tế cũ thôi, 99% thì nó sẽ có giá là xấp xỉ 17 triệu đồng. Nghĩa là nó sẽ hơn cái chiếc iPhone 10R hàng lock mới này là hơn khoảng 500.000 đồng. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh từng phần một đi. Cái đầu tiên là về mặt thiết kế cái đã. Thì đúng là thiết kế của iPhone 10R nó thô và nó nặng hơn khá nhiều so với cả iPhone 10. Thực sự là cái phần viền trước này của nó này, nó quá dày so với iPhone 10 thôi nhá. Đấy là nếu mà so với iPhone 10 thì nó quá dày, so với các sản phẩm khác thì nó vẫn ở mức độ bình thường. Đấy, nhưng viền hai bên của nó này thì nó khá là dày. Đấy, tiếp theo nữa là cầm lên thì nó rất nặng. Và thứ ba nữa là cái camera ở phía sau này của nó này, về mặt thiết kế nhá, về mặt thị giác là nó rất là to và nó rất là lồi nữa, và nó chỉ có một camera thôi. Nên là thành ra khi chúng ta nhìn vào ấy là chúng ta đã thấy cái độ sang chảnh của nó là đã giảm đi rồi. Đấy, bình thường ấy, các bạn biết là với cái tầm giá mà nó đã cao như này, người ta sẵn sàng bỏ ra mua những sản phẩm iPhone kiểu như là từ 10 trở lên ấy, thì là người ta cũng có thích một tí là cũng phải sang sang một tí. Đấy, nhìn vào là phải biết ngay là nó thuộc cái dòng 10 rồi. Đấy, thì nếu mà chúng ta nhìn vào mặt trước này thì thì biết ngay nó là dòng 10 rồi, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta nhìn vào mặt sau, có mỗi một mình con này là một camera thôi. Còn 10, 10S và 10S Max thì đều có hai camera hết. Đấy, biết đâu em nào muốn tán của em nào xinh tươi, các em lại bảo ô anh dùng iPhone fake à, thì đúng là buồn lắm. Đấy, nói thế thôi, nhưng mà nói chung là tổng quan về mặt thiết kế thì iPhone 10 vẫn đẹp hơn. Đấy, nhỏ gọn, cầm cái thứ nó vẫn sướng hơn. Về màn hình cũng vậy nhé. Màn hình thì như này, iPhone 10 nó sử dụng màn hình Full HD. Còn iPhone, cái này là iPhone 10R hàng lock thì nó chỉ sở hữu cái màn hình là HD cộng mà thôi. Về cái mật độ điểm ảnh thì cái con iPhone 10R Lock này này, nó có một mật độ điểm ảnh bằng iPhone 7 của mình, cũng là khoảng 326 PPI. Nếu mà chúng ta nhìn vào ấy thì chúng ta đang từ iPhone 7 hoặc là những cái sản phẩm iPhone màn hình HD, chúng ta nhìn sang thì chúng ta sẽ không cảm thấy một cái sự khó chịu nào cả. Nhưng khi chúng ta đã sử dụng những cái màn hình Full HD, những cái màn hình độ phân giải cao rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đấy, chính vì thế nên là về màn hình là chắc chắn là iPhone 10 cũng sẽ là cái mà đẹp hơn rồi. Đây là điều chắc chắn và hiển nhiên luôn. Viền của nó nhìn cũng không bị dày. Đấy, nên là nhìn vào cái hiệu ứng thị giác nó sẽ sướng hơn. Nhưng mà được cái là iPhone 10R này nó lại là một cái thiết bị nó có màn hình nó to hơn. Đấy, và mặc dù là độ phân giải màn hình nó kém hơn nhưng mà bù lại thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn đấy. Đấy, đấy là về màn hình. Về phần hiệu năng thì sao? Hiệu năng thì chắc cũng không cần phải nói. iPhone 10R là ăn đứt cái sản phẩm iPhone 10 này luôn. Đấy, iPhone 10R là hơn hẳn là cái con chip Apple A12, còn con này chỉ là Apple A11 mà thôi. Hai sản phẩm này thì đều là 3GB cả. Đấy, nếu mà lên 10S thì nó mới có 4GB cơ. Về mặt thời lượng sử dụng pin cũng vậy. Thì sau khi mình sử dụng cái sản phẩm iPhone 10R này thì thực sự là nó cho một cái trải nghiệm thời lượng pin tốt hơn khá nhiều so với iPhone 10. Nếu mà so với iPhone 10 thì mình thấy là nó on screen phải nhỉnh hơn, dao động từ khoảng 1.5 tiếng cho đến 2 tiếng cơ. Đấy, nó on screen cực kỳ trâu luôn. Mình nghĩ là có thể là do cái màn hình hơn HD này là nó đã giúp cái thiết bị chúng ta nó tối ưu hóa thời lượng pin tốt hơn. Vậy là hai cái điểm hơn nhất của iPhone 10R so với cả iPhone 10 đấy là thời lượng sử dụng pin và cái phần hiệu năng. Thế còn về các cái yếu tố khác thì sao? Về các yếu tố khác thì con này là hàng mới hơn nhé. Mới 100% có đầy đủ phụ kiện. Phụ kiện là phụ kiện zin luôn. Các bạn tưởng tượng là cả một cái bộ phụ kiện cáp sạc tai nghe mà zin như thế này thì các bạn biết là bao nhiêu tiền rồi đấy. Đấy, là nó hơn ở cái địa điểm đấy, nó hàng mới. Đấy, cả hai sản phẩm này thì cũng đều chỉ có một sim mà thôi. Cũng đều có khả năng kháng nước kháng bụi, cũng đều có nhận diện khuôn mặt 3D, nói chung là các yếu tố khác cũng xem với nhau. Cũng có hai loa ngoài đấy, kiểu như vậy, và cái chất lượng cho ra thì mình đánh giá là cũng xem với nhau. Nhưng mà về camera thì là như này, camera trước của iPhone này thì khi mình thử chụp thì gần như là y xỉ đúc như nhau. Đấy, nhưng mà cái camera sau ấy thì iPhone 10R nó nhỉnh hơn ở camera chính, nhưng hơi đáng tiếc
là nó lại không có camera phụ để hỗ trợ cho cái việc chụp ảnh xóa phông, cũng như là cái việc zoom lên của các bạn trong quá trình mà chúng ta quay phim hay là chụp ảnh. Thì cái điều này thực sự là điều hơi đáng tiếc. Và mặc dù xóa phông được bằng phần mềm, nhưng mà thực sự là iPhone 10R xóa phông bằng phần mềm thì chắc chắn là sẽ không thể tốt bằng cái việc là xóa phông bằng cả hai camera giống như ở trên iPhone 10 được. Đấy, nhưng mà tổng quan qua thì về camera, cái tính thực dụng của nó thì mình vẫn đánh giá là iPhone 10 sẽ tốt hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chốt lại là như nào. Thiết kế là 10 hơn này, màn hình 10 cũng hơn này, hiệu năng thì 10R hơn, thời lượng pin thì 10R hơn, camera thì lại 10 hơn, các yếu tố khác thì cũng xem như nhau. Đấy, vậy chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Thực ra đối với cả cá nhân mình ý, thì nếu hai sản phẩm này bằng giá nhau ý, thì thực ra là bạn thích con nào bạn lựa chọn con đó. Nhưng mà cái iPhone 10R hàng lắp này, à đây nó còn là hàng lắp nữa, mặc dù nó mới hơn nhưng nó là hàng lắp. Nhưng mà hàng lắp ý, nếu bạn nào biết sử dụng thì nó chẳng khác gì hàng quốc tế cả. Đấy, chúng ta thậm chí là cũng chẳng cần phải dùng SIM ghép đâu, có cái mã vào là xong thôi. Đấy, nhưng mà để lựa chọn đấy thì bây giờ mình thấy là con này thứ nhất là nó rẻ hơn, thứ hai nữa là nó lại còn hàng mới 100%, không phải lo lắng cái gì cả. Con này thì chỉ là hàng cũ thôi. Đấy, nên là mình thì mình thấy là mình thích cái phần hiệu năng, muốn dùng lâu dài và mình thích dùng pin trâu. Đấy, camera thì mình chỉ cần camera đơn là đủ rồi, thì mình lựa chọn con này. Đấy, bởi vì là màn hình của nó, bởi vì nếu bạn đang dùng iPhone 7 sang màn hình con này chẳng thấy cái gì khác biệt cả. Đấy, thì mình sẽ lựa chọn con này. Đấy, nhưng mà nếu mà để sử dụng một cách nó không có lấn cấn cái gì, không có điều gì phải ấy, từ thiết kế, từ tất cả mọi thứ, thì mình nghĩ là nên lựa chọn iPhone 10 là ổn. Bởi vì mặc dù con này, con iPhone 10R này nó nhỉnh hơn hẳn ở khoản hiệu năng đấy, nhưng mà hiệu năng của iPhone 10 cũng đã là quá đủ rồi. Đấy, nên chính vì thế chúng ta cũng phải cân nhắc để lựa chọn giữa hai con này. Còn đối với cả iPhone 10R ấy, thì nếu mà bạn nào mà nói là màn hình của iPhone 10R chúng ta chỉ cần thế này là đủ ấy, thì là mình nghĩ là không hẳn là như vậy. Bởi vì là chúng ta bỏ ra một số tiền nhiều thì chúng ta hoàn toàn có quyền được đòi hỏi là iPhone 10R nó phải có màn hình Full HD, đúng không nào? Đấy, chúng ta có quyền đòi hỏi như thế cơ mà. Nhưng mà rất đáng tiếc, chính cái màn hình HD của cái sản phẩm này là cái khiến cho nó bị nhiều bạn chê nhất. Đấy, cũng như là cái viền của nó khá là dày. Còn lại thì mọi thứ ở trên con này thì mình thấy đều ổn. Còn các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn mua iPhone 10R lắp mới 100%, hay là các bạn sẽ thêm 500.000 nữa để mua iPhone 10 cũ 99%, không có phụ kiện các thứ zin đi kèm. Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Rất cảm ơn các bạn vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.